Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi68. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng thảo luận về một topic đang hot trong thời điểm hiện tại. Và nếu như anh em có xem tiêu đề của video thì chắc là anh em cũng đã biết là Irene muốn nhắc đến topic nào rồi. Đó chính là sự depeg của BUSD thời gian gần đây và những phát liên quan đến Binance cũng như là Paxos. Anh em hãy cùng Irene xem là chuyện gì đang diễn ra và liệu tương lai của BUSD và Binance sẽ ra sao nhé. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Mọi chuyện thì bắt đầu vào ngày 10 tháng 2 khi mà có một vài thông tin cho rằng Paxos, công ty chịu trách nhiệm phát hành đồng stablecoin BUSD cho Binance thì đang bị chính quyền New York điều tra. Và sau đó thì vào ngày 13 tháng 2 thì Wall Street Journal đã đưa nguồn tin rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC thông báo đệ đơn kiện Paxos Trust Company dưới tư cách là đơn vị phát hành BUSD với cáo buộc rằng đồng coin này là một chứng khoán chưa được đăng ký. Theo các nguồn thạo tin thì SEC đã gửi thư thông báo World Notice, một loại thông báo dành cho các doanh nghiệp mà SEC sắp kiện, đến Paxos, cho biết rằng hành động thực thi này là vì đơn vị phát hành BUSD đã vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư. Bức thư này thì còn nêu rõ là Binance USD là một chứng khoán chưa được cấp phép. Sau khi nghe đến đây thì có thể là anh em sẽ đặt một câu hỏi là tại sao Binance không tự phát hành BUSD của mình mà lại phải nhờ cậy một công ty như là Paxos? Sự giải thích ở đây đó chính là Paxos là một trong số ít những trust company về blockchain được Sở Dịch vụ Tài chính New York hay là NYDFS cấp phép hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan vào năm 2015. Trong suốt thời gian hoạt động của mình thì Paxos là một đơn vị cung cấp các giải pháp blockchain thuộc hàng uy tín nhất thế giới với các khách hàng như là PayPal hay là Venmo và cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát hành và quản lý stablecoin, có thể kể đến như là PAX hay là USDP hoặc là PAXWOW v.v. Câu chuyện trở nên đặc biệt hơn khi mà hầu hết các loại stablecoin thì đều được neo giá theo USD, cho nên mặc nhiên là những công ty phát hành stablecoin thường là những cái công ty ở Mỹ. Và mọi chuyện thì càng trở nên rối rắm hơn khi mà New York thì là bang duy nhất cấp phép cho những hoạt động kiểu như thế này. Đối với USDC thì đó là Circle và đối với USDT thì đó là Tether. Đây đều là những công ty có vẻ là đáng tin cậy trên thị trường. Và khi mà Binance muốn phát hành một stablecoin thì vấn đề của Binance đó chính là công ty này không hề có một trụ sở hay là chưa có một trụ sở chính thức ở bất kỳ đâu và cũng chưa được chính phủ Mỹ cấp phép. Vì vậy cho nên là khi muốn phát hành một stablecoin thì Binance sẽ phải cần một công ty đáp ứng đủ 3 điều kiện sau. Thứ nhất là công ty đã quen với việc làm việc với stablecoin. Thứ hai là công ty được cấp phép ở Mỹ. Và thứ ba là công ty này không phải là Tether hay là Circle. Vì vậy cho nên là Paxos là công ty được nhắm đến và đây cũng chính là đơn vị đã phát hành BUSD trong suốt thời gian vừa qua. Ok, sau khi mà đã hiểu mối quan hệ giữa Binance và Paxos thì câu hỏi được đặt ra là tại sao chính phủ Mỹ và chính quyền New York lại nhắm đến Paxos chứ không phải là Binance? Sau một thời gian xác minh thì Sở Dịch vụ Tài chính New York vào ngày 13 tháng 2 thì đã ra lệnh cho Paxos ngừng việc phát hành stablecoin BUSD mới và chấm dứt mối quan hệ với Binance với lý do là vì một số vấn đề chưa được làm rõ liên quan đến công tác giám sát BUSD cũng như là chậm trễ cho việc đưa ra bằng chứng và cung cấp thông tin. Cơ quan quản lý còn cho biết thêm rằng họ chỉ cấp phép cho Paxos phát hành BUSD ở trên Ethereum chứ không quản lý việc Binance chuyển đổi một phần lượng BUSD này sang phiên bản ở trên BNB Chain. Hiện tại thì theo như thống kê thì số lượng BUSD phiên bản BNB Chain đang được lưu hành có tổng giá trị lên đến 4,8 tỷ USD, tương đương với khoảng 30% tổng số vốn hóa của BUSD. Paxos thì đã tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý ra thông báo là chấm dứt quan hệ hợp tác với Binance và ngừng phát hành BUSD mới. Xong, công ty Stablecoin thì cam kết sản phẩm của họ vẫn luôn luôn được bảo chứng 1:1 với đô la Mỹ và tiếp tục xử lý các yêu cầu rút nạp tiền của khách hàng từ nay cho đến tháng 2 năm 2024. Tất nhiên, ảnh hưởng của sự việc này là cực kỳ lớn. Đồng BUSD thì đã gặp depeg, sau đó là kéo theo sự ảnh hưởng lên BNB và những đồng coin ở trên hệ sinh thái của BNB Chain. Và quan trọng nhất là sự lo lắng cực kỳ lớn từ phía người dùng của Binance. CEO của sàn Binance là CZ thì đã đưa ra loạt bài viết cho biết là sẽ hỗ trợ BUSD như bình thường, phản đối việc xem đồng stablecoin này là chứng khoán. Xong, ông cũng thừa nhận là có thể cân nhắc việc thay đổi sản phẩm và loại bỏ cặp giao dịch BUSD nếu thực sự cần thiết. Tuy nhiên, có một số thông tin mới được leak ra gần đây đã khiến tất cả mọi người bất ngờ khi mà có vẻ như là Circle, công ty phát hành ra USDC mới chính là người đã đâm sau lưng Binance và Paxos. Vào mùa thu năm 2022 thì Circle đã gửi thư phàn nàn lên Sở Dịch vụ và Tài chính New York, cơ quan đang quản lý cả hai công ty phát hành stablecoin trong giới hạn bang New York, khẳng định là họ đã thu thập được bằng chứng trên blockchain cho thấy là Binance không duy trì đủ tài sản để bảo chứng cho lượng BUSD đã phát hành ra.
Để đáp trả cho hành động từ phía Circle thì vào tháng 9 cùng năm, Binance đã quyết liệt từ bỏ tất cả các cặp giao dịch liên quan đến USDC của Circle và thay vào đó là hợp nhất với BUSD, đồng stablecoin mà họ đang cực kỳ lăng xê vì họ nắm đằng chuôi. Động thái này thì ngay lập tức biến BUSD trở thành đồng stablecoin phổ biến thứ 3 ở trên thế giới với mức vốn hóa có lúc đã đạt đến mức 23 tỷ đô và chiếm 35% khối lượng giao dịch khổng lồ ở trên Binance. Và giờ đây thì với sự đàn áp từ phía bang New York cũng như là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC thì những công ty đối thủ của Binance đang có cơ hội để giành lại thị phần ở trong thị trường stablecoin. Việc quyết định dừng mint BUSD mới của Paxos thì đã làm rung chuyển thị trường stablecoin trị giá hơn 136 tỷ đô. Nhiều người thì cho rằng là thị trường này sẽ rơi vào tay của hai ông lớn là USDT, Tether hay là USDC của Circle. Tuy nhiên, nhiều người thì cũng đánh giá là DAI của MakerDAO cũng là một ứng cử viên sáng giá. Một câu hỏi cuối cùng được đặt ra là tương lai của BUSD và Binance thì sẽ đi về đâu? Hiện tại thì chưa ai có thể chắc chắn về tương lai của BUSD hay là Binance hay là liệu sự việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến mức như thế nào. Tuy nhiên, một điều chúng ta đều có thể khẳng định đó chính là đây là một trong những cú phát lớn nhất dành cho BUSD và Binance và sự việc này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái của BNB Chain. Với những người vẫn còn ám ảnh với UST và sự sụp đổ của Luna thì các bạn cũng nên hiểu rõ rằng UST và BUSD là hai stablecoin khác nhau, một đồng là stablecoin thuật toán và một đồng được neo giữ bằng tài sản cố định và Binance là một ông lớn rất khó sụp đổ trên thị trường. Tuy nhiên, không có điều gì là không thể là với những người tham gia thị trường crypto như chúng ta thì việc giữ tiền, giữ tài sản là quan trọng nhất. Lời khuyên của mình là anh em hãy luôn cập nhật tin tức một cách nhanh nhạy và chính xác nhất để tránh mất tiền trong thị trường đầy rủi ro như là crypto. Và Irene tin rằng sự kiện này sẽ không thể dừng lại ở đây. Mình và team Coin 68 TV sẽ luôn cập nhật những tin tức và diễn biến mới nhất để anh em luôn có thể nắm sát những diễn biến của thị trường. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng hít hà drama từ BUSD, Binance, Paxos và những bên liên quan. Anh em nghĩ sao về drama này? Anh em nghĩ gì về tương lai của BUSD và Binance? Hãy cùng comment cảm nhận và suy nghĩ của mình ở phía bên dưới nhé. Và nếu như anh em thích thì đừng quên like, share và subscribe Coin 68 TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.